Sư tử gỗ ngày hôm nay xin giới thiệu đến các bác một mẫu khay rất là mới bên em. Đó chính là mẫu khay lục giác chạm đôi cá chép chất liệu là gỗ hương đá rất là tuyệt vời. Và mẫu này là một mẫu mới nhất và rất là đẹp các bác nhé. Và ngay bây giờ thì em sẽ cùng quay để cho cả nhà chúng ta cùng nhìn một loạt những cái lô hàng mới bên em vừa mới được làm xong, PU xong rất là đẹp, với những đường vân rất là tuyệt vời. Gỗ hương đá thì khi các bác nhìn thấy ạ, vân rất là đẹp luôn. Màu sắc thì rất là ok các bác nhé. Đây là bên trong này bao gồm có 7 ngăn. Đây, mặt sau đây ạ, có kích thước là cao 12, dài 31 và rộng là 27. Được làm rất là tuyệt vời này các bác này. Và hình ảnh một đôi cá chép như thế này thì đem lại cho gia chủ rất là nhiều ý nghĩa phong thủy tuyệt vời. Và theo như các bác chúng ta đã biết là hai linh vật phong thủy chiêu tài chiêu lộc, đó chính là Tỳ Hưu và Thiền Thừ. Thì nay đôi cá chép này chỉ sau hai linh vật chiêu tài đó thôi các bác nhé. Để làm ra được những cái khay như thế này các bác để trưng bày ở trong nhà trong dịp Tết năm nay thì sẽ rất là tuyệt vời. Và giá bình thường em bán là 700.000, ngày hôm nay em sale với một mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác, đó chính là 450.000 và miễn phí ship toàn quốc cho mẫu khay này. Và hiện tại em đang còn sẵn 100 khay thôi, nên là các bác chúng ta đặt hàng thì hãy nhanh tay liên hệ với xưởng tự gỗ qua Zalo hoặc hotline của cửa hàng 035 5678 885 hoặc số 0868 688 137 để được tư vấn cụ thể hơn các bác nha. Và đặc biệt là xem xong video thì các bác hãy ấn đăng ký để ủng hộ cho xưởng tự gỗ hoặc truy cập website xưởngtugo.com để đặt hàng. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.